Thạch Sớt, học trò khiến Nam Vĩnh Hưng bị gọi đòi nợ, xuất ra sau một năm ly hôn vợ Hoa hậu. Bước ra khỏi cuộc thi tuyệt đỉnh song ca với vị trí quán quân và được yêu mến Tuy nhiên, Thạch Sớt sau đó gặp nhiều biến cố, cuộc sống khó khăn thậm chí là khiến Đàm Vĩnh Hưng bị gọi điện đòi nợ suốt 3 tháng. Trong suốt cuộc thi, Thạch Sớt là cái tên được khán giả tìm kiếm nhiều nhất. Trang phụ hồ chuyên hát tại các đoàn lô tô đã khiến nhiều người bất ngờ khi cất giọng đầu tiên khi song ca với Minh Thảo ca khúc duyên kiếp. Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đứng ngồi không yên trước cặp đôi này và quyết định chọn Thạch Sớt Minh Thảo về đội mình. Giọng hát hoàn toàn bản năng và lối trình diễn tự nhiên của Thạch Sớt đã chinh phục khán giả. Ngoài giọng hát, ngoại hình điển trai của Thạch Sớt khiến anh được Mr. Đàm gọi là soái ca hát nhạc xến. Sự kết hợp giữa anh và Minh Thảo tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả giả, cả hai dần dần hoàn thiện phần thi của mình với sự hướng dẫn dìu dắt của cặp huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm là Đàm Vĩnh Hưng và Dương Diệu Vũ. Trước đêm chung kết 10 ngày, Thạch Sớt bất ngờ bỏ sang Campuchia, đòi bỏ thi, Mr. Đàm phải chơi đòn tâm lý để giải quyết tình huống khó đỡ này. Sau đó, ngay trước đêm chung kết thì Thạch Sớt và Minh Thảo cãi nhau quyết liệt, khiến hai huấn luyện viên của họ ra sức giảng hòa. May mắn là cả hai đã làm hòa và cống hiến cho khán giả phần trình diễn bùng nổ trong đêm chung kết. Ca sĩ Thạch Sớt là người dân tộc Khmer đến từ Campuchia, bước ra từ chương trình với vị trí quán quân. Thạch Sớt dần phủ sóng trên nhiều các sân khấu âm nhạc ở Việt Nam lẫn quê nhà Campuchia. Băng đi một thời gian, đến tháng 6 năm 2022, thông tin Thạch Sớt xuất ra ở độ tuổi còn khá trẻ đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Được biết, thông tin này đã được nhạc sĩ Sơn Hạ xác nhận trên trang cá nhân. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân anh cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định của Thạch Sớt và cũng không biết nên xưng hô như thế nào từ khi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp. Thạch Sớt sau khi bước ra từ các cuộc thi thì chủ yếu hoạt động ở quê nhà Campuchia, ít hoạt động trong nước. Thạch Sớt cũng nhờ tôi viết một số bài hát để phục vụ bà con quê nhà, cũng có viết lại lời Việt trong một số ca khúc nữa. Tuy nhiên, tôi chưa kịp hoàn thành thì cách đây mấy hôm Thạch Sớt gọi điện cho tôi và thông báo tin xuất ra. tôi bị đứng hình khi chứng kiến hình ảnh của Thạch Sắt. Tôi cũng mừng khi Thạch Sắt được phúc khi chọn cách xuất ra, song cũng buồn và chạnh lòng vì chưa thực hiện xong những ca khúc cho Thạch Sắt. Nhạc sĩ Sơn Hạ chia sẻ. Thông tin này cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó Thạch Sắt chưa hề hé lộ thông tin này với người hâm mộ hay giới truyền thông. Thời gian gần đây, nam nhạc sĩ cũng hoạt động khá kín tiếng trong sự nghiệp lẫn trên mạng xã hội. Được biết Thạch Sắt đã đi đến quyết định xuất ra sau một năm ly hôn Hoa hậu Lý Nhã Lan từng được biết đến là cặp đôi ăn ý trên sân khấu âm nhạc, Thạch Sớt và Hoa hậu Lý Nhã Lan được khán giả yêu mến nhờ sở hữu chất giọng ngọt ngào và tạo được tiếng vang khi cùng kết hợp để cho ra mắt nhiều sản phẩm mới. Năm 2018, Thạch Sớt và Hoa hậu Lý Nhã Lan chính thức về chung một nhà sau hơn một năm hẹn hò. Đám cưới của họ từng được tổ chức long trọng tại một nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh trước sự chúc phúc của nhiều khách mời từng là cặp đôi đẹp trong nghệ thuật thế nhưng vào năm 2021 Thạch Sớt và Hoa hậu Lý Nhã Lan đã đi đến quyết định ly hôn sau 3 năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ theo chia sẻ từ người thân cả hai cặp đôi chia tay vì không tìm được tiếng nói chung thường xuyên bất đồng quan điểm dẫn đến đổ vỡ Vừa qua, vào giữa tháng 3 năm 2023, Thạch Sớt lại trở thành cái tên gây chú ý. Theo đó, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng về việc liên tục bị gọi điện, nhắn tin đòi nợ trong suốt 3 tháng. Theo lời nam ca sĩ, anh không mua xe trả góp, cũng không đứng tên giúp ai mua xe, càng không mắc nợ ai. Ai thiếu nợ các em thì lôi đầu ra pháp luật, vui lòng không gọi vào số của tôi nữa, đã chặn mười mấy số mà vẫn bị. Tôi khẳng định, tôi không liên quan đến số nợ và ai là Thạch Sớt đang nợ các bạn. Ai sử dụng số điện thoại của tôi để lừa đảo thì cũng sẽ đối chất với luật pháp, Mr. Đàm bức xúc. Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, Thạch Sớt cũng trở thành cái tên gây xôn xao bàn tán, truyền thông liên hệ Thạch Sớt để tìm hiểu thực hư, Thạch Sớt cho biết đã sử dụng số điện thoại của đàn anh để mua xe trả góp, giọng ca Khmer nhận lỗi về mình, vì cái tiền nên hai tháng gần đây tôi không đóng, vì thế ngân hàng đã gọi điện cho anh Đàm Vĩnh Hưng, về lý do vì sao lại lấy số điện thoại của đàn anh điền vào mục người thân, Thạch Sớt bày tỏ, anh chỉ điền đảm bảo, không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này, tôi sẽ cố gắng trả dứt nợ thiếu, tôi cũng đã gửi lời xin lỗi anh Đàm, anh bảo lo trả hết nợ đi, đừng để họ gọi điện làm phiền như thế này nữa, quán quân tuyệt đỉnh Ca kể về cuộc sống hiện tại, Thạch Sớt từ chối chia sẻ thêm, chỉ cho biết anh vẫn sống ở tỉnh trà Vinh. Được biết Thạch Sớt có hoàn cảnh rất khó khăn, thời điểm ca sĩ mới đăng quang quán quân, truyền thông tìm về ngôi nhà của Thạch Sớt và không khỏi ngỡ ngàng bởi gia cảnh quá khốn khó. Đó là một căn nhà tình thương nằm hun hút trong con hẻm nhỏ, nơi Thạch Sớt đã trải qua tuổi thơ cơ cực cùng gia đình. Ông Thạch Miên sinh năm 1952, cha Thạch Sớt chia sẻ cuộc sống của gia đình ông quanh năm bấu víu vào miếng ruộng chưa đầy hai công, ít khi giao du với chòm xóm. Khi Thạch Sớt trở thành quán quân, không khí ở nhà ông bỗng trở nên nhộn nhịp, người cha già cảm thấy hạnh phúc tột cùng vì đứa con đã có được thành công vượt bậc. Hôm nay xem con thi đêm chung kết, tôi mừng đến mức không nhận ra mình là ai. Đó là lần hiếm hoi tôi lên Sài Gòn và khi được nhìn thấy con tôi đang quang, tôi chỉ biết khóc vì sung sướng. Cha Thạch Sớt cho biết, nam ca sĩ bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Sớt thường hát vu vơ mỗi khi được giành tay, những ngày đi học khi cô giáo giảng bài, cậu bé Sớt cứ dùng tay đánh gầm bàn rồi ngân nga thì thầm những giai điệu theo chia sẻ của bà con ngoài những giờ đi làm thêm sớt còn đi hát nhạc sống hội trợ để kiếm thêm thu nhập thời đó mỗi lần hát thạch sớt chỉ được trả vài chục ngàn thậm chí là hát cho vui vì ở cái xã này ai ai cũng nghèo hết cả tưởng chừng với danh hiệu quán quân của cuộc thi âm nhạc tuyệt đỉnh song ca sẽ giúp thạch sớt có cơ hội đổi đời và có bước tiến mới trong cuộc đời thế nên thông tin thạch sớt nợ tiền bị đòi vì cuộc sống khó khăn vừa qua khiến nhiều người không khỏi xót xa